Xin kính chào các quý vị nhà đầu tư của AZFIN Việt Nam. Ngân hàng là một trong những ngành là xương sống của nền kinh tế. Và ngân hàng cũng là một trong những ngành phát triển không giới hạn. Khi kinh tế còn tăng trưởng thì ngân hàng sẽ còn tăng trưởng gấp 2, thậm chí 2,5 lần so với tăng trưởng kinh tế. Và ở Việt Nam là một nước đang phát triển rất mạnh. Chính vì thế ngành ngân hàng sẽ là ngành rất hấp dẫn trong việc đầu tư trong chu kỳ mới từ năm 2021 đến năm 2025. Chính vì thế, AZFIN Việt Nam đưa ra cái bộ phân tích về 5 cổ phiếu ngân hàng tốt nhất cho đầu tư dài hạn. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chủ đề đầu tiên, đó là phần 1, ngành ngân hàng hấp dẫn nhất thị trường chứng khoán trong chu kỳ tới. Nội dung trình bày gồm có 3 phần như sau. Đầu tiên, đó là tầm quan trọng của ngành ngân hàng đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Thứ hai là rủi ro khi đầu tư ngành ngân hàng thì như thế nào, có lớn hay không, so với các ngành khác thì ra sao. Thứ ba là định giá ngành ngân hàng so với thị trường chứng khoán, nói chung so với các ngành khác thì có hấp dẫn để chúng ta đầu tư hay không. Và sau đây thì tôi sẽ đi vào nội dung chi tiết từng phần. Phần thứ nhất, đó là tầm quan trọng của ngành ngân hàng đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán. Thì đầu tiên, ngân hàng chính là dòng máu của nền kinh tế và các doanh nghiệp. Do đó, đây là một ngành thiết yếu và đặc biệt là thiết yếu tại Việt Nam. Nếu như ở các nước phát triển thì thị trường vốn, tức là thị trường bán cổ phần để thu tiền có vẻ quan trọng hơn so với ngân hàng. Nhưng ở Việt Nam thì ngược lại. Đó là Việt Nam chúng ta, các cái thị trường vốn về cơ bản nó cũng có phát triển nhưng mà nó không thể thay thế được ngân hàng. Thứ hai là 22 cổ phiếu ngân hàng niêm yết thì có vốn hóa chiếm tới 1/3 thị trường và chiếm tới 42% lợi nhuận toàn bộ thị trường chứng khoán trong năm 2020 này, và nó có thể tiếp tục chiếm tỷ lệ cao hơn nữa trong tương lai. Thứ ba là các tài phiệt đều sở hữu hoặc quan hệ mật thiết với ngân hàng. Nó cho thấy cái tầm quan trọng của ngân hàng đối với các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp rất lớn, rất hoành tráng. Thứ tư là GDP có tăng trưởng là ngân hàng sẽ tăng trưởng. Và ngân hàng tăng trưởng còn mạnh hơn so với GDP từ 2 đến 2,5 lần. Bởi vì sao lại như vậy? Rất đơn giản. Đó là tăng trưởng GDP thì còn có cả lạm phát. Mà khi tăng trưởng GDP thì cần phải có cung tiền. Bên cạnh đó thì lại còn có cả kinh tế ngầm ở Việt Nam phát triển rất mạnh. Thì tuy là kinh tế ngầm nhưng mà nó vẫn cần tín dụng để phát triển. Bởi vậy, ngân hàng thường tăng trưởng gấp 2 đến 2,5 lần, thậm chí 3 lần so với tăng trưởng GDP. Chính vì thế, đây là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất ở Việt Nam trong nhiều năm trong quá khứ, cũng như trong tương lai sắp tới. Và chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh rằng 2010-2020 là giai đoạn sắp xếp và định hình của ngành ngân hàng. Cơ bản trước đó, những ngân hàng còn rất non trẻ. Thế thành ra trải qua cái giai đoạn 2011-2013, khủng hoảng kinh tế, các ngân hàng nợ xấu đầm đìa ra, thì họ đã tự chuyển mình trưởng thành hơn. Bên cạnh đó thì cơ chế về pháp luật, chính sách của Việt Nam cũng dần phát triển mạnh mẽ hơn để theo kịp so với quốc tế. Từ đó giúp cho các ngân hàng về cơ bản đã sắp xếp và định hình một cách ổn định và bền vững, để có thể từ 2020 đến 2030 là giai đoạn bùng nổ và phát triển mạnh mẽ nhất của ngành ngân hàng. Và đó cũng chính là cái giai đoạn chúng tôi cho rằng cổ phiếu ngân hàng trở nên cực kỳ hấp dẫn ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiếp theo, đó là ở trên đây chúng tôi có một cái biểu đồ minh họa về cái tăng trưởng của ngành ngân hàng và một số cái ngành tăng trưởng mạnh nhất ở Việt Nam. Thì cái đường màu xanh đây chính là tăng trưởng tín dụng, tức là tăng trưởng của ngành ngân hàng đấy ạ. Nó có thể đại diện cho ngành ngân hàng bởi vì nó là cái cấu phần lớn nhất. Chúng ta có thể thấy tốc độ tăng trưởng trong quá khứ rất khủng khiếp, nó lên đến 30-40% một năm. Tuy nhiên, gần đây có suy giảm nhưng nó cũng tăng trưởng với tốc độ khoảng 15% một năm. Cá biệt năm 2019 kinh tế có dấu hiệu sa sút nhưng mà nó vẫn tăng trưởng 13,9%. Năm 2020 vừa rồi, tăng trưởng tín dụng cũng đạt hơn 13%, 14%. Cho dù bị dịch bệnh Covid nhưng mà ngân hàng vẫn tăng trưởng rất tốt như vậy. Thì sau khi Covid qua đi, tăng trưởng kinh tế mạnh lên thì tăng trưởng ngành ngân hàng sẽ được duy trì rất là cao.
thì đây là một mức tăng trưởng có thể nói là rất hiếm có. Nó tăng trưởng thậm chí còn mạnh hơn cả các ngành như bán lẻ, thép, và tăng trưởng mạnh hơn GDP rất nhiều là một điều dĩ nhiên rồi. Tiếp theo, đó là về kinh tế Việt Nam sẽ là cái động lực thúc đẩy tăng trưởng rất mạnh cho ngân hàng. Vì sao lại vậy? Đầu tiên đó là GDP chúng tôi cho rằng sẽ tăng trưởng trung bình được 5%, thậm chí cao hơn trong 10 năm tới. Bởi vì bây giờ chính là cái giai đoạn vàng của Việt Nam. Dân số vàng, FDI nhiều, đầu tư công mạnh, toàn bộ xã hội dồn lực vào phát triển kinh tế rất khủng khiếp. Chính vì cái GDP tăng trưởng trung bình trên 5% này, thì đồng thời với đó, đó là tăng trưởng tín dụng sẽ đạt từ 10 đến 15% trong 5 đến 10 năm tới. Thứ hai đó là tín dụng thì như tôi vừa trình bày, tăng trưởng có thể lên đến 13-15% trong 5 đến 10 năm tới. Thứ ba là các mảng liên quan đến trái phiếu, thanh toán, bảo hiểm, ngoại tệ sẽ rất phát triển. Và các mảng này phát triển thì ngân hàng là người được hưởng lợi nhiều nhất. Ví dụ ngành bảo hiểm chẳng hạn, đây là một trong những ngành có cái sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất tại Việt Nam. Do cái tỷ lệ người dân sử dụng bảo hiểm còn rất thấp. Chính vì thế ngành này tăng trưởng rất cao trong những năm qua. Tuy nhiên lợi nhuận lại chảy vào các ngân hàng là chính. Ví dụ MB năm 2020 lợi nhuận từ lĩnh vực bảo hiểm lên đến khoảng 3.300 tỷ. Techcombank thì nhiều năm liền duy trì 1.000 tỷ. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy sang bên đó, đó là công ty bảo hiểm to nhất Việt Nam, đó là Bảo Việt, thì lợi nhuận cũng chỉ được có 1.600 tỷ mà. Đó thì ngân hàng sẽ là hưởng lợi nhất về những cái này. Rồi tiếp theo là về thanh toán. Trước đây chúng ta là nền kinh tế tiền mặt. Mọi người thanh toán sử dụng tiền mặt rất nhiều. Nhưng từ bây giờ trở đi, với việc ứng dụng công nghệ nhiều, thương mại điện tử rất là mạnh, thành ra cái việc thanh toán nó sẽ chuyển dịch sang hướng là sử dụng các cái tài khoản ngân hàng, các cái ứng dụng về tài chính rất nhiều. Tiếp theo về ngoại tệ cũng vậy. Thì khi mà FDI vào rất lớn, PFI vào rất lớn, ngoại hối vào rất lớn, vân vân và vân vân, thì các ngân hàng sẽ là những nơi trung gian chuyển đổi và họ sẽ được hưởng lợi chênh lệch rất nhiều. Tiếp theo thứ tư, đó là ngân hàng nào đi đầu về công nghệ, dịch vụ mới thì sẽ chiếm lĩnh được thị phần và dẫn dắt ngành ngân hàng, và đặc biệt sẽ có kết quả kinh doanh đột phá trong tương lai. Trong quá khứ thì ngân hàng nào càng to, càng nhiều chi nhánh càng có lợi thế. Tuy vậy trong tương lai nó vẫn còn một phần quan trọng, nhưng quan trọng nhất theo AZFIN đánh giá đó là ứng dụng công nghệ dịch vụ mới vào giúp cho trải nghiệm khách hàng hoàn hảo thì họ sẽ là những người chiến thắng trên cái thị trường này. Ví dụ ở Trung Quốc có An Financial chẳng hạn, thì tập đoàn này mới ra nhưng phát triển rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Tiếp theo, chúng tôi cho rằng sự phát triển của ngành ngân hàng trong 10 năm tới sẽ là không đồng đều, và không phải là cá lớn nuốt cá bé nữa, mà chính là cá nhanh sẽ nuốt cá chậm. Chính vì thế nếu chúng ta tìm ra được những cái ngân hàng nhanh nhẹn, ứng dụng công nghệ mạnh mẽ, dịch vụ lớn thì chúng ta sẽ có thể thu được cái lợi nhuận rất cao, thậm chí cao gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần so với lợi suất gửi ngân hàng đang ngày càng thấp. Đó chính là cái sự hấp dẫn của cái ngành ngân hàng này và các cổ phiếu hàng đầu trong ngành này. Tiếp theo, vậy rủi ro đầu tư ngành ngân hàng như thế nào? Nó có quá lớn không? Thì chúng tôi cho rằng nó có mấy rủi ro chính như sau. Thứ nhất là tiền điện tử, tiền số. Thứ hai là các cổng thanh toán trực tuyến. Thứ ba là phát hành chứng khoán huy động vốn, đó là cổ phiếu, nó có thể cạnh tranh với ngành ngân hàng. Thứ tư là tỷ lệ sử dụng đòn bẩy ngày càng thấp của các doanh nghiệp, do họ có một quá trình kinh doanh tốt, họ đã tích lũy được tư bản cơ bản, thế thành ra họ sẽ sử dụng đòn bẩy ít hơn. Đó thì đây chính là những cái ảnh hưởng chúng tôi cho rằng lớn nhất đến ngành ngân hàng. Tuy vậy thì những ảnh hưởng này, thực sự những rủi ro này không quá lớn. Vì sao lại vậy? Tiền điện tử, tiền số chứ gì? Thì ở Việt Nam các ngân hàng chính là những cái doanh nghiệp đi đầu nhất trong ứng dụng công nghệ, và họ cũng là những doanh nghiệp chi mạnh nhất để sở hữu những cái cổng thanh toán vân vân. Chính vì thế họ không ảnh hưởng gì cả. Rồi phát hành trái phiếu, cổ phiếu gì thì họ cũng sở hữu cho mình những công ty chứng khoán hàng đầu ở thị trường chứng khoán Việt Nam này. Do đó những cái miếng bánh đó cũng sẽ rơi vào tay họ. Rồi tuy đòn bẩy sử dụng có thể thấp hơn, nhưng mà kinh tế thì ngày càng phải phát triển và đa dạng hơn, thành ra nó vẫn liên tục giúp tăng trưởng tín dụng. Tuy có thể không quá mạnh mẽ như trong quá khứ 3-4%, nhưng mà việc trên 10% là một việc trong tầm tay đối với các cái ngân hàng này. Do đó vẫn là rất thuận lợi đối với ngành ngân hàng.
thì chúng tôi đánh giá rủi ro không quá lớn. Tiếp theo, rủi ro đầu tư ngành ngân hàng so với các ngành khác thì chúng tôi cho rằng là thấp hơn rất nhiều. Vì sao này vậy? Đó là ngân hàng được kiểm soát rất chặt chẽ từ ngân hàng nhà nước. Và đây là đối tượng luôn được chính phủ theo sát và quản trị. Bởi vì ngân hàng ảnh hưởng rất nhiều đến các cái chính sách về tiền tệ vân vân để nhà nước điều hành cái nền kinh tế này. Thế do đó, họ bám rất sát những cái ngân hàng này. Chính vì thế cho nên rủi ro liên quan đến đạo đức mọi thứ ở những cái ngân hàng này thì nó thấp hơn. Rồi tiếp theo, cái hệ thống quản trị của ngân hàng nhà nước để có thể kiểm soát các ngân hàng là rất là chặt chẽ, liên tục và bài bản. Thì hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoạt động của các ngân hàng được kiểm soát rất chặt chẽ do họ phải gửi trực tiếp lên cho ngân hàng nhà nước để cân đối, để đánh giá, để kiểm tra. Thế do đó là cái việc rủi ro đối với hoạt động của nó cũng sẽ thấp hơn. Rồi là các yêu cầu tiêu chuẩn về quản trị công ty, quản trị rủi ro đối với ngân hàng luôn luôn là được yêu cầu cao nhất. Cao nhất. Ví dụ như thành viên hội đồng quản trị thì cần được ngân hàng nhà nước thông qua cơ thì mới đạt được. Hay là cổ tức các ngân hàng định chia cơ thì ngân hàng nhà nước cũng phải xem xét, đánh giá xem có an toàn vốn, có phù hợp để việc chia cổ tức không. Đó, chính vì thế cho nên các ngân hàng của chúng ta về cơ bản rủi ro là thấp hơn, hoạt động rất tốt. Đặc biệt là những ngân hàng lớn thì họ áp dụng quản trị công ty rất bài bản. Tôi lấy ví dụ như ngành bất động sản thì ngành này thì không thể an toàn như ngành ngân hàng được. Vì sao lại vậy? Đó là các ông chủ bất động sản họ rất dễ có thể tuồn tiền ra ngoài bằng cách là những cái lô đất đẹp nhất, tốt nhất ở trong các dự án họ bán ra ngoài với giá bằng 1/3, 1/5, thậm chí 1/10 thì chúng ta cũng đâu có biết, chúng ta cũng không kiểm soát được điều này. Đó, đúng không? Tuy nhiên ngân hàng thì nó lại khác hẳn là như vậy. Chính vì thế chúng tôi cho rằng từ góc độ rủi ro đi chăng nữa thì ngành ngân hàng cũng trở nên hấp dẫn hơn so với rất nhiều các ngành khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tiếp theo, một cái sự cực kỳ hấp dẫn của ngành ngân hàng trong cái chu kỳ mới so với các ngành khác, đó là định giá cổ phiếu ngành ngân hàng đang rất hấp dẫn so với thị trường, so với các ngành khác. Hấp dẫn như thế nào? Đó là ngành ngân hàng nói chung hiện đang được định giá rất rẻ với PB, tức là giá thị trường trên cho giá trị sổ sách bằng có 1.7 lần thôi, trong khi toàn bộ VN Index là 2.23 lần. Tức là nếu bóc ngành ngân hàng ra thì toàn bộ VN Index nó lên đến 2.6 lần, tức là trung bình các ngành khác là khoảng 2.6 lần, 2.7 lần cơ. Nhưng mà PB của ngân hàng có 1.7 lần. Đấy, cho thấy định giá về PB rẻ hơn rất nhiều, chỉ bằng 60% so với các ngành khác. Tiếp theo, thứ hai là PE trung bình của ngành ngân hàng là 9.9 lần. Thì so với VN Index là 17 lần, tức là định giá rẻ của ngành ngân hàng so với các ngành khác chỉ bằng 50% vậy thôi. 50%. Thứ ba là chất lượng sinh lời của ngành ngân hàng thì lại tốt hơn hoàn toàn so với VN Index. Đó là bằng 17.02%. Trong khi VN Index chỉ có 13.53%. Còn nếu loại trừ ngân hàng ra khỏi VN Index thì tăng trưởng của VN các cái ngành còn lại, ROE của các cái ngành còn lại chỉ độ 10%. Chỉ độ 10%. Rất thấp. Đúng không? Tiếp theo, thứ tư là tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng. Tôi chỉ lấy ngắn hạn thôi, 2021 chẳng hạn thì dự báo có thể tăng trưởng 23% lợi nhuận so với năm 2020. Tuy nhiên đối với toàn bộ VN Index thì chỉ là 18% thôi. 18% mà thôi. Còn nếu mà bỏ ngân hàng ra khỏi VN Index thì cái tốc độ tăng trưởng này nó chỉ còn khoảng 14% mà thôi. Tức là tăng trưởng của ngành ngân hàng hơn gấp rưỡi so với tăng trưởng của các cái doanh nghiệp khác. Thì tóm lại, định giá PB thì rẻ hơn, PE cũng rẻ hơn, chất lượng sinh lời thì lại cao hơn, tăng trưởng thì lại mạnh hơn. Chính vì thế chúng tôi cho rằng đây là một ngành không thể bỏ qua trong cái chu kỳ tới. Và tuy bị cạnh tranh trong các ngân hàng với nhau, nhưng đối với ngành ngân hàng vẫn là một đại dương khá xanh và nhiều ngân hàng có thể cùng tăng trưởng mạnh. Thì đấy cũng là một cái yếu tố giảm thiểu rủi ro nếu chúng ta chọn có chưa được phù hợp cho lắm. Thì chính vì thế cho nên chúng tôi khuyến nghị rất mạnh mẽ là cần phải tập trung vào ngành ngân hàng và phân bổ một tỷ trọng xứng đáng cho nó, xứng đáng cho nó trong tổng cái đầu tư của quý vị và các bạn. Và cái clip tiếp theo thì tôi sẽ đi vào phân tích xếp hạng 8 ngân hàng hàng đầu Việt Nam để chúng ta có thể lựa chọn ra top 5 ngân hàng tập trung đầu tư cho chu kỳ mới
Đó. Thì xin chào quý vị, mời quý vị và các bạn đến với các clip tiếp theo.